Gì vậy? Gì bực bội? Mẹ chửi con á. Sao chửi? Con ngủ em chết mà ngủ mấy giờ rồi? 2 giờ, 4 giờ, 1 giờ. Mẹ chửi hả? Sao chửi kỳ vậy? Tại mẹ chửi, mẹ quấn con luôn, quấn nãy đùi á. Bực bội sao đâu? Bực bội sao? Bực bội mẹ nhất. Mặt chính gì cả? Chính sao mà bội sao? Ngồi ngủ. Thứ hai là con làm gì nè. Ừ. Giờ ta cũng chào vậy nè. Mẹ mày chửi hả? Dạ. Chửi sao? Dạ. Mẹ mày chửi sao? Đâu có ngủ nghe gì đâu. Cái mẹ muốn lấy cái tay này mẹ quýnh con nè. Trời trời, có sao không? Không, sao? À, mẹ đâu rồi? Mẹ trong ở trong đó rồi. Kêu mẹ ở... cho ba biểu ơi, nói sao mẹ chửi quýnh con gì? Mẹ nói sao? Mẹ ngủ rồi. À, quýnh cái cưng gùi vậy hả? Nhiều không? Không, ít thôi. Đừng ngồi, đừng ngồi. Chửi sao? Chửi vụ cái hộp á, cái hộp dày á. Cái hộp dày sao? Hộp dày mà có màu trắng. Rồi sao nữa? Giống như nhau vậy đó. Rồi sao nữa? Rồi chửi con. Chửi sao? Ca. Ca sao? Ca mà chửi hả? Không phải, ca hay lắm. Con ừ. Nói, con mẹ bán dưa mẹ ngồi mẹ. Nào bà làm chuyện. Quá dở. Quá dở luôn. Bắt đầu rồi. Hey. Quá hay. Chung, không chung học dễ nào. Ừ. Con quýnh luôn sao? Con quýnh luôn, nó quýnh được con quýnh luôn. Nhẹ thôi. Hay. Trời ơi. Rồi lẫm cầu luôn. Trời ơi. Tập trung chơi anh hai đi.